Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nợ xấu tăng, tín dụng tăng trưởng thấp, lo ngại suy thoái đang là những vấn đề khiến ngành ngân hàng đau đầu đối phó. Cụ thể như thế nào? Các bạn cùng theo dõi tiếp video nhé! Nợ xấu trong thời gian qua tăng mạnh khiến các ngân hàng ồ ạt thanh lý tài sản đảm bảo, tức tần tật từ biệt thự, siêu xe, đất vàng trên phố cổ Hà Nội cho đến nhà máy thủy điện, khu công nghiệp, trang trại gà đều được phát mại để thu hồi nợ. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ GDP trên tín dụng ở mức cao. Trong đó, thu nhập từ lãi của hoạt động cho vay là một thu nhập trọng yếu và kèm theo đó, rủi ro của hệ thống ngân hàng cũng không nhỏ. Nợ xấu tăng làm áp lực trích lập dự phòng nợ xấu tăng cao. Nợ xấu tăng lên mức 1,93%. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, nợ nhóm 3 sẽ nhảy rất nhanh. Khảo sát tại báo cáo tài chính quý 1 2023 của 28 ngân hàng, có tới 7 ngân hàng để tỷ lệ nợ xấu nội bảng vượt ngưỡng 3%. Tổng nợ xấu của 28 ngân hàng này cũng tăng hơn 23% so với cuối năm 2022, lên mức cao hơn 172.000 tỷ đồng. Rủi ro tăng lên khi thị trường bất động sản đóng băng vì lĩnh vực đóng góp tới 21% dư nợ tín dụng của toàn hệ thống, chưa tính đến khoảng 4% dư nợ trái phiếu sở hữu ngoài hệ thống tín dụng. Chuyên gia Việt Nam Report nhận định. Hiện tín dụng tăng trưởng 6 tháng đầu năm ở mức thấp. Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cho biết, giai đoạn này nền kinh tế rất khó khăn, ngành ngân hàng bị ảnh hưởng không nhỏ. Thông thường, các doanh nghiệp gặp khó khăn trước và tác động đến ngân hàng đến sau từ 3 đến 6 tháng. Hiện các doanh nghiệp khó khăn khi đơn hàng xuất khẩu giảm, sản xuất trong nước giảm, nhu cầu tín dụng đầu năm giảm theo. Trong khi ngân hàng là đơn vị trung gian, người dân đến gửi tiền là phải nhận. Nếu không cho vay ra được thì ngân hàng sẽ thua lỗ vì vẫn cần phải trả lãi cho người dân. Chúng tôi mong muốn được cho vay. Theo báo cáo của Việt Nam Report, một trong những lo ngại của ngành ngân hàng là tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức thấp và có rủi ro suy thoái. Thương mại toàn cầu giảm ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế trong nước năm 2023, dẫn đến giảm cầu tín dụng, đầu tư, tiêu dùng, du lịch quốc tế đều suy yếu. Điều kiện kinh tế suy giảm khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, kéo theo tỷ lệ vỡ nợ cao hơn, tăng rủi ro vỡ nợ cho vay với các ngân hàng. Đồng thời, những yếu tố này có thể ảnh hưởng xấu đến giá trị tài sản thế chấp mà các ngân hàng nắm giữ, chẳng hạn như bất động sản hoặc cổ phiếu, dẫn đến suy giảm chất lượng tài sản, làm xói mòn bộ điểm vốn và hạn chế khả năng cho vay, chuyên gia nhận định. Theo số liệu mới nhất, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế từ đầu năm tới nay mới tăng 3,36% so với cuối năm 2022. Ôm vốn giá cao nhưng không cho vay ra được khiến các ngân hàng lo lắng. Mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục bị đè xuống trong những ngày gần đây. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt LP Bank vừa giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên với mức giảm cao nhất lên đến 0,8% một năm ở kỳ hạn 6 tháng, đưa lãi suất kỳ hạn này xuống còn 6,4% một năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng giảm 0,7% một năm xuống còn lần lượt 6,6% một năm và 6,9% một năm. Ở kỳ hạn 36 tháng, lãi suất giảm 0,2% một năm còn 7,4% một năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất tại LP Bank. Nếu gửi tại quầy, lãi suất huy động thấp hơn gửi online 0,2-0,4% một năm tùy kỳ hạn. Ngân hàng số khác by PV Bank cũng giảm lãi suất huy động từ 0,2-0,3% một năm, đưa lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng xuống mức 4,75% một năm. Kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất còn 7,9% một năm. Kỳ hạn 12 và 13 tháng, lãi suất lần lượt là 8,2% một năm và 8,3% một năm. Đây cũng là đơn vị hiếm hoi còn duy trì mức lãi suất trên 8% một năm. Trước đó, nhiều ngân hàng áp dụng lãi suất huy động cao đã giảm lãi suất nhiều đợt, đưa lãi suất cao nhất về dưới 8% một năm, như tại AP Bank. Sau đợt giảm lãi suất huy động tuần trước với mức giảm từ 0,25-0,6% một năm, thì mức lãi suất huy động cao nhất còn 7,4% một năm, áp dụng với kỳ hạn từ 15 tháng trở lên. Từng là một trong những ngân hàng có mức lãi suất huy động cao nhất thị trường, nhưng hiện mức lãi suất cao nhất tại SCB chỉ còn 7,4% một năm ở kỳ hạn 12 tháng. Kỳ hạn từ 15 tháng, lãi suất còn 7,2% một năm, chỉ còn nhỉnh hơn một chút so với lãi suất huy động cao nhất của nhóm các ngân hàng lớn. Tại nhóm Bitfor, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng phổ biến chỉ còn 3,4% một năm. Ở kỳ hạn 6-9 tháng, lãi suất tại 3 ngân hàng trên dao động từ 5-5,5% một năm. Hiện lãi suất huy động cao nhất tại nhóm các ngân hàng lớn chỉ còn dao động từ 6,3-6,8% một năm tùy ngân hàng. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 15 tháng 6, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế mới 3,36% so với cuối năm 2022, đạt khoảng 12,32 triệu tỷ đồng, trong khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 khoảng 14-15%.
Như vậy, dù đã hết nửa năm, nhưng tín dụng mới chỉ đi được chưa đến 1/4 chặng đường. Tình hình càng căng hơn khi nhiều ngân hàng từng huy động với lãi suất lên đến 10% một năm, thậm chí cao hơn với các kỳ hạn 24 tháng. Như vậy, phải đến cuối năm 2024, những khoản huy động này mới đáo hạn. Khi đó, có khả năng lãi suất cho vay đã ngang bằng hoặc thấp hơn mức lãi suất huy động này. Tại họp báo, thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm do Ngân hàng Nhà nước tổ chức cuối tuần trước, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, tình hình doanh nghiệp rất khó khăn do đơn hàng giảm, dòng tiền đứt đoạn và hàng tồn kho nhiều, sức mua suy giảm. Ông Tú cho hay, ngân hàng rất muốn tăng tín dụng, huy động vốn mà không cho vay ra được thì ngân hàng vô cùng khó khăn. Do đó, ngân hàng đang nỗ lực tăng tín dụng nhưng nguyên tắc không phải hạ chuẩn tín dụng. Tín dụng tăng vẫn phải đảm bảo chất lượng tín dụng, hiệu quả đồng vốn đối với nền kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều doanh nghiệp không những không vay vốn thêm mà còn trả lại tiền vay trước đây. Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đang quyết liệt tìm mọi giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tín dụng trong thời gian tới. Hạn mức tiếp tục cho vay của các ngân hàng thương mại còn rất nhiều, ông Tú thông tin. Chia sẻ tại họp báo thường kỳ, thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2023, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, chưa bao giờ điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước lại khó khăn như hiện nay. Chúng tôi thấy doanh nghiệp rất khó khăn, hàng tồn kho nhiều, một số doanh nghiệp giảm bớt công nhân, lao động trong khi giá nhiều mặt hàng tăng. Sức mua, sức cầu cả thế giới và trong nước cũng đang giảm, ông Tú nói, đồng thời khẳng định những điều này đã tác động đến việc điều hành chính sách tiền tệ. Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 15 tháng 6 2023, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,32 triệu tỷ đồng, tăng 3,36% so với cuối năm 2022, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP cả nước. Tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát. 3,36% chưa phải tín dụng tăng nhanh, nhưng không phải vì thế ngân hàng tăng trưởng tín dụng bằng hạ chuẩn tín dụng, ném tiền ra vô lối. Tăng trưởng tín dụng luôn đi với nguyên tắc là không hạ chuẩn tín dụng, bởi vì hạ chuẩn đồng nghĩa với việc rủi ro tăng nợ xấu, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống. Hiện nay, tại một số ngân hàng, nợ xấu nội bản thì vẫn dưới 3%, nhưng nợ tiềm ẩn thì đang có xu hướng tăng, Phó Thống đốc cho hay. Ông Tú cho biết, trước nguồn vốn thị trường đang khó khăn như trái phiếu, chứng khoán và thị trường bất động sản chưa khôi phục nhanh và còn đang khó khăn. Vì vậy, trách nhiệm cung ứng nguồn vốn của ngân hàng càng nặng nề. Ai cũng mong muốn lãi suất cho vay thấp, nguồn tiền cho vay nhiều để hỗ trợ doanh nghiệp. Ngân hàng cũng mong như vậy, nhưng để giải quyết vấn đề này phải hài hòa và tạo sự cân bằng giữa khả năng vay và hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Điểm cân bằng này là vai trò của nhà nước, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định. Về lãi suất, ông Tú cho rằng cần phải tôn trọng nguyên tắc thị trường, định hướng của các ngân hàng thương mại, nhưng cần có định hướng theo hướng từng bước giảm dần một cách tích cực cả từ huy động lẫn cho vay. Việc giảm lãi suất cho vay sẽ có độ trễ, nhưng phải tìm cách để độ trễ này ngắn hơn. Do đó, Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành và thực hiện chỉ đạo các ngân hàng thương mại là định hướng để các ngân hàng thực hiện giảm lãi suất. Một vài ngày tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục làm việc với các ngân hàng thương mại. Trên cơ sở trách nhiệm, các ngân hàng thương mại cần phải chia sẻ bằng cách cắt giảm những chi phí hành chính cho một phần nguồn lợi nhuận để tạo cơ sở giảm lãi suất, ông Tú cho biết. Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, hạn mức tín dụng hiện nay chưa thiếu, nhưng sắp tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ giao hạn mức tín dụng đến hết cả năm để các ngân hàng chủ động thực hiện việc tăng trưởng tín dụng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.